Trọng tài Trần Văn Quẻ đã cho trận đấu được chính thức bắt đầu. Năm nay huấn luyện viên Ngô Quang Sang bố trí sơ đồ 442 quen thuộc, trong khi đó Phù Đổng sẽ ra sân với sơ đồ 433. Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu đã có một pha va chạm tương đối mạnh. Rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho đội chủ nhà. Người xâm nhập vừa rồi là Trần Ngọc Phương, nhưng có vẻ như đó là một tình huống sút phạt thẳng về phía khung thành của thủ môn Lê Quang Đại. Một sự khởi đầu mỹ mãn dành cho đội chủ nhà Long An. Bàn thắng đến từ rất sớm, ngay ở phút thứ 9 mà thôi. Ở tình huống đá phạt thứ hai bên phía cánh trái thì Lê Hoàng Dương đã đem lại sự khác biệt. Trần Ngọc Phương đã nhảy lên tranh chấp. Vào đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình đã để thủng lưới từ rất sớm. Đó là một tình huống đá phạt rất khó chịu của Lê Hoàng Dương, và nụ cười rất tươi đang nở trên môi của Trần Ngọc Phương, tiền đạo áo số 19. Chúng ta cùng xem lại tiếng này. Một tình huống đánh đầu rất thoải mái của Trần Ngọc Phương. Tiền đạo áo số 19 bật nhảy và không có ai theo kèm anh cả. Niềm vui đến rất sớm với đội chủ nhà Long An. Và đây là bàn thắng đầu tiên của Trần Ngọc Phương ghi cho Long An ở mùa giải năm nay. Rất tốt để đưa bóng sang Trần Thuận. Vẫn là vanh sang Trọng Trí. Đưa bóng vào. Tuyến này không vào. Penalty dành cho Phù Đổng rồi. Một quyết định chính xác của các trọng tài. Người đem về quả đá phạt đền cho Phù Đổng đó là Bùi Long Nhật, cầu thủ vừa tung ra cú dứt điểm cách đây chưa đầy một phút. Và đưa bóng vào rất tốt của Trần Kỳ Anh. Bóng đã chạm đúng tay của Thái Bình Thuận. Trước cội nâng số bàn thắng của mình lên con số 3. Bùi Anh Thống rất chính xác, 1-0 dành cho Phù Đổng. Phút thứ 21 và đội khách đã san bằng tỷ số 1-0. Niềm vui của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình sau liên tiếp những tình huống ép sân thì Phù Đổng đã bất ngờ có được bàn thắng san bằng tỷ số. Nó đến từ thành quả khi mà đội khách đã dâng cao và tạo ra rất nhiều khó khăn trong vòng ngự của Long An. Tỷ số trên lượt đi đã được lặp lại, nhưng bóng trúng tay của Thái Minh Thuận và cú đá phạt đền rất quyết đoán của Bùi Anh Thống san bằng tỷ số 1-0 cho Phù Đổng. Khó khăn sớm đến, nhưng bây giờ thì đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Cánh trái vẫn là hướng tấn công chủ đạo của Long An kể từ đầu trận đấu đến giờ. Đưa bóng vào. Đánh đầu tuyệt vời, 2-1 cho Long An. Người ghi bàn đó là đội trưởng Phan Tấn Tài. Quá đẹp mắt. Một cú lắc đầu đưa bóng về phía góc xa rất khó chịu của Phan Tấn Tài. Và một lần nữa Long An vươn lên dẫn trước. Vẫn là cánh trái. Quang Đại đã bay người hết cỡ. Tuy nhiên Phan Tấn Tài vừa rồi đã có một tình huống đánh đầu thực sự là xuất sắc. Bàn thắng thứ hai của đội trưởng Phan Tấn Tài cho Long An ở mùa giải năm nay. Khi trận đấu đang diễn ra rất cân bằng thì Phù Đổng lại để thủng lưới một cách có thể nói là đáng tiếc. Đó là một pha tỏa sáng của đội trưởng Phan Tấn Tài. Cú đánh đầu lái bóng về phía góc xa rất khó chịu và người tạt bóng vừa rồi là Đoàn Hải Quân. Cái chân trái rất ngoan của Đoàn Hải Quân đã đưa bóng chính xác đến vị trí của Phan Tấn Tài. Như vậy là cả hai tiền đạo trên mặt trận tấn công của Long An trong trận đấu ngày hôm nay đều đã lập công. Lại làm cội dành cho chủ nhà. Dứt điểm không vào, như vậy là vẫn có bàn thắng dành cho Long An. 3-1. Người ghi bàn đó là Thanh Long. Hai bàn thắng trong vòng 2 phút. Phù Đổng đã sụp đổ quá nhanh. Niềm vui vô hòa của các cầu thủ Long An Những diễn biến rất nhanh diễn ra và Phù Đổng đã để thua tới 2 bàn chỉ sau có 2 phút mà thôi. Và đây là khuôn mặt thất thần của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình. Có lẽ ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người ghi bàn thắng thứ 3 đó là Phan Nhật Thanh Long. Như vậy là Phan Nhật Thanh Long cũng có bàn thắng thứ 2 mùa giải năm nay. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm rất tốt của Thanh Long. Bóng đi căng, Quang Đại đã đổ người, tuy nhiên anh không thể làm gì hơn và đành nhìn bóng từ từ lăn vào lưới. Bóng đi rất gần vị trí của Quang Đại, tuy nhiên có thể nói đó là một pha dứt điểm uy lực của Thanh Long. Rất nhịp nhàng. Đoàn Hải Quân, Trần Ngọc Phương dứt điểm 4-1. Cú đúp cho Trần Ngọc Phương. Phù Đổng đã hoàn toàn sụp đổ trong hiệp thi đấu đầu tiên. Quá hay, Đoàn Hải Quân đã có một cú đúp kiến tạo và chúng ta có thể thấy niềm vui của các cổ động viên Long An. 4-1 rồi, một tỷ số rất đậm khi hiệp 1 còn chưa khép lại. Hồ Văn Duy Bảo đã không thể theo kèm được với Trần Ngọc Phương. Và có lẽ huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình đã hiểu điều gì đã đến ở trận đấu này. Mặc dù trận đấu vẫn còn chưa diễn ra hiệp 2, 3 hậu vệ bên phía Phù Đổng đã không thể ngăn cản được Trần Ngọc Phương. Đường truyền rất vừa tầm của Đoàn Hải Quân. Cú đúp cho Trần Ngọc Phương. Tiền đạo áo số 19 đã có một ngày thi đấu xuất sắc. Những trụ cột bên phía Long An cần được cho nghỉ ngơi. Không có lỗi việt vị, cơ hội cho Long An cắt mặt ngay, dứt điểm không vào. Như vậy là có bàn thắng thứ 3, cú hat-trick của Trần Ngọc Phương. Một tình huống tấn công chớp nhoáng của đội chủ nhà. Tưởng như bóng đã đi chệch cột dọc nhưng vừa rồi là một cú dứt điểm bằng lòng quá tuyệt của Trần Ngọc Phương. 5-1. Một chiến thắng rất đậm của thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Sang. Trong bàn thua này thì Lê Quang Đại không có lý do gì để phải tiếc nuối nữa. Anh hoàn toàn chẳng có một cơ hội nào. Một trận thua cực kỳ thất vọng của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp tấn công rất hay của Long An. Đường truyền một chạm vào cũng rất vừa tầm. Một cú ép lòng quá tuyệt vời của Trần Ngọc Phương. Tất cả đều rất hoàn hảo. Một bàn thắng mang đẳng cấp của V-League. Một cú hat-trick của Trần Ngọc Phương. Rất hợp lý. Trả ngược chăng, căng ngang. 6-1. 6-1 cho các cầu thủ Long An. Anh Tú sau khi vào sân cũng đã ghi bàn. Quá tuyệt vời. Một trận thua rất đậm của các cầu thủ Phù Đổng. Họ đã sụp đổ hoàn toàn. Rất có thể đây vẫn chưa thể là bàn thắng cuối cùng trong trận đấu ngày hôm nay nếu nhìn vào tinh thần thi đấu của Phù Đổng. Mặc dù ghi bàn trong một tư thế không thực sự thuận lợi, tuy nhiên anh Tú cũng đã điền tên mình lên bảng điện tử bởi một đường căng ngang quá tuyệt vời. Người kiến tạo vừa rồi đó là Hoàng Dương. Mùa giải năm nay, đây cũng là trận đấu có tỷ số, có số bàn thắng nhiều nhất kể từ đầu mùa giải giờ. Như vậy là đã có bàn thắng rút ngắn xuống còn 1-2 dành cho các cầu thủ Phù Đổng ở phút thứ 83. Người ghi bàn đó là Trần Vương. Tám bàn thắng đã được ghi. Khá đặc biệt là trong số những trận thua đậm thì Phù Đổng đã góp mặt tới 2 lần. Ở vòng 3 Phù Đổng để thua đậm 1-5 trước cao thủ Phú Hiến, và bây giờ họ để thua 2-6 trước cao thủ Long An. Chúng ta một lần nữa xem lại pha làm bàn rất đẹp mắt của Trần Vương, cầu thủ vào sân thay thế cho Vương Quốc Trung. Một pha xử lý rất kỹ thuật. Và lần này thì Vương Tiến Anh đã bị đánh bại. Một pha sửa bóng về phía góc xa qua tầm với của Tiến Anh.